quyết định đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016. Đến thời điểm hiện tại, Thúy Vy khẳng định đây là một lựa chọn rất là đúng đắn. Vì sau cuộc thi thì Thúy Vy được trải nghiệm rất là nhiều, chẳng những là hoàn thiện hơn về ngoại hình cũng như là các kỹ năng của mình trong giao tiếp. Và Diễm Trang cảm thấy rất là tuyệt vời, bởi vì đây xem như là một cái dấu mốc mà Diễm Trang được quay trở lại với cuộc thi mà mình đã từng trưởng thành. Hôm nay ban tổ chức mời tới 3 hoa hậu cùng tham gia để chấm thi cho một cái kỳ thi Hoa hậu Việt Nam với một cái mốc kỷ niệm 30 năm. Hoa hậu Bùi Bích Phương là hoa hậu đầu tiên của Hoa hậu Việt Nam. Hoa hậu Hà Kiều Anh, Đỗ Mỹ Linh là hoa hậu đương nhiệm đang giữ nhiệm kỳ hiện nay. Chỉ ở phía Nam thôi, chúng ta đã có những cái thí sinh tương đối là hấp dẫn và đáng để chúng ta phải theo dõi mùa Hoa hậu năm nay. Khi chúng ta lựa chọn được một cô hoa hậu đủ tài, đủ sắc, đủ lòng nhân ái để có thể xứng đáng ở cái ngôi vị là đúng 30 năm của Hoa hậu Việt Nam, thì các nhà tài trợ cũng đã đồng hành rằng là đã đầu tư vào một chương trình xứng tầm.